Sáng ngày 5 tháng 10, Ủy ban dân thị xã Trạm Bàng phối hợp truyền tải điện miền Đông 2 thuộc công ty truyền tải điện 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp năm 2021-2022 và 9 tháng đầu năm 2023. Thị xã Trạm Bàng hiện có 2 tuyến đường dây và một trạm biến áp đi qua địa bàn phường Gia Lộc, An Tịnh gồm đường dây 220 kV Trạm Bàng Bồ Đồn, đường dây 220 kV Trạm Bàng Cụ Chi và trạm 220 kV Trạm Bàng. Tổng chiều dài các tuyến đường dây đi qua gần 12 km với 33 cột điện. Thời gian qua, Ủy ban do thị xã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn. Qua đó tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, lắp đặt 14 biển báo, pano, biển cảnh báo dược đường bộ, cấm lửa và biển hướng dẫn công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Dẫn động 43 hộ dân đăng ký cam kết thực hiện an toàn sử dụng điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Dịp này, Ủy ban Chân thị xã Trang Bang khen thưởng 4 tập thể có thành tích tốt trong công tác phối hợp bảo vệ an toàn lưới điện năm 2021, 2022 và 9 tháng đầu năm 2023.